Hôm nay Tiêu đã cứu được bốn em rái cá lông mượt mới đặt tên là Timo, Tivi, Tila, Tiri. Và Tiêu sẽ giao lại cho bốn người có duyên và có điều kiện tiếp theo để cung mang chúng. Chứ Tiêu không thể nuôi rái cá được nữa. Thứ nhất là thời gian không còn. Hãy quyết tâm trở thành nhà vận động môi trường để bảo vệ thiên nhiên và động vật cho Việt Nam. Thứ hai, nhìn thấy bầy rái cá con này lại nhớ đến kỷ niệm với rái cá Titi đau lòng lắm. Thứ ba, cũng không giúp ai có được rái cá nữa. Nên đừng có xin xỏ. Đừng có gọi phone hỏi Tiun. Tiun không quan tâm đâu. Bởi vì Tiun bị các bạn lừa nhiều quá, nhiều người xấu. Họ gạt là tổ chức này kia. Họ gạt là họ có điều kiện. Họ gạt là họ sẽ rất là thương yêu động vật. Nhưng mà tới khi mà Tiun giao cho họ rồi Tiun hỏi lại thì họ nói chết. Mất. Bán cho ai đó, tặng cho ai đó. Tào lao mí lao lắm. Nếu các bạn thấy thích cuộc sống của bốn chú rái cá lông mượt này thì sẽ có video clip nói riêng về cuộc đời của chúng. Và tôi cũng không hy vọng chúng lớn lên tiếp tục thực hiện công việc của rái cá Titi. Chỉ mong chúng có cuộc sống bình yên, dù ở rừng hay là ở đâu cũng được. Miễn là tránh được bọn người xấu là tốt rồi. Đừng sống như rái cá Titi, sẽ bị hại chết sớm. Rồi cũng có ngày Tiun cũng sẽ bị hại. Nhưng chỉ mong sau tất cả việc Tiun làm sẽ giúp các bạn phải luôn yêu thương muôn loài. Thì thế giới mới có ngày bình yên.